Mới đây, biên tập viên Cúc Khánh đã có màn bình luận kém duyên sau trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ SEA Games tối ngày mùng 1 tháng 12. Theo đó, khi bình luận về pha để lọt lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã giúp các cầu thủ Indonesia dễ dàng ghi bàn, biên tập viên Cúc Khánh giữ vai trò dẫn chương trình có động thái trêu chọc về sai lầm của Bùi Tiến Dũng. Anh đã rút điện thoại ra và giả vờ gọi cho thủ môn Đặng Văn Lâm và nói rằng alo, Văn Lâm đây à, nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không ạ, chúng tôi đang rất cần người. Hành động này của biên tập viên khiến không ít người xem cảm thấy khó chịu. Mặc dù được cho là không có dụng ý và chỉ nhằm mua vui, giải tỏa bầu không khí nhưng phần đông khán giả đều cho rằng trò đùa của nam MC là kém duyên và thiếu tế nhị. Bởi Bùi Tiến Dũng đúng là đã mắc sai lầm nhưng dẫu sao, U22 Việt Nam cũng đã chiến thắng và chúng ta không cần phải nhắc đến tình huống để thua với một thái độ mỉa mai như vậy. Từ trước tới nay, dẫn chương trình là nghề làm dâu trăm họ nhưng nhiều MC đã vô tình làm xấu hình ảnh của mình chỉ trong một phút lơ đãng. Trước đó, không thể không kể đến sự cố phát âm của nữ ca sĩ Hari Gun trong một sự kiện trao giải thưởng khi xướng tên Châu Bùi thành một từ nhạy cảm khiến khán giả sốc nặng. Trong khi một số khán giả tỏ ra thông cảm vì Hari Gun là người nước ngoài nên nói sai là chuyện khó tránh khỏi. Ngược lại, số đông lại tỏ ra gay gắt vì cho rằng cô nàng chưa có trách nhiệm đối với một chương trình lớn khi vẫn lơ lớ nhưng vẫn quyết định làm MC. Một trường hợp khác là MC Trấn Thành, dù là một MC chuyên nghiệp và làm nghề nhiều năm, nhưng anh cũng từng nhiều lần mắc lỗi. Trong đêm bán kết của Vietnam Got Talent năm 2016, khi nhận xét về tiết mục của dàn giao hưởng hợp xướng tôn giáo đến từ Hà Nội, vì nói nhanh, anh đã hoán đổi câu chữ thành một cụm từ nhạy cảm. Vụ việc dở khóc dở cười đã khiến thí sinh và khán giả bất ngờ xen lẫn bối rối. Vào thời điểm đó, nam MC đã nhận không ít lời phàn nàn từ khán giả cả nước. Có thể nói, bất cứ ai trong bất cứ công việc gì đều có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, những sai lầm kém duyên được trực tiếp phát sóng trước hàng trăm triệu người xem lại là một câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi dở khóc dở cười khác. Đối với những người dẫn chương trình kỳ cựu, đó có thể được coi là một pha xử lý lỗi. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, nhất là đối với những tay dẫn còn non, những sai lầm như vậy có thể nguy hiểm đến cả sự nghiệp khi ngày nay phản ứng của dư luận ngày càng gay gắt hơn.